Âu cũng may, nhờ tôi xài Grab taxi nên còn nguyên. Còn thời tiết gì mà thất thường, lúc có thì nắng thấy mồ, lúc có thì mưa ngập tới nách, xài Grab taxi đi. Thường, không? Sao trời tối nhanh quá vậy? Thôi, xài Grab taxi đi, cho đỡ mất công bị hãm hại. Sao sao, thấy tôi quảng cáo hay không? Mai mốt nhớ kêu tôi nữa nha. Grab taxi nên còn nguyên.